Pikuriku là một tựa game để gắn kết tình bạn. Tôi và Amber sẽ vào vai hai quả bóng có chân và sử dụng cặp chân đấy để đi qua các màn chơi và giải đố, hoặc là chỉ dùng để đá nhau cho vui. Thương cái đá yêu đấy. Nè. Về bên này, cậu bắt trước cái chân. Xong rồi. Ông bấm đi. Qua bấm đi. Cướp xe. Không mẹ xe. Được cho. Bình thường nó chỉ có một con đỏ thôi, nên bấm vào câu off thì tôi sẽ vào. Đấy. Lâu thế. Ông là con đỏ, tôi là con vàng. Chúng tớ. Tớ ơi, cứ đây là đá này. Làm nào để đá? Cái gì đây? Tôi thành mẹ thằng Cry rồi. Cứ ngồi hú ấy. Ông ấy lúc nào đấy? Ông giận dữ à? Đấy, giao lưu cái. Giao lưu ấy. Thương cái. Đá yêu đây. Nè. Này. Về bên này. Cậu bắt trước cái chân. Cái này hay lắm. Chế độ này là thế đâu? Được rồi, đây là phần giải đố đúng không? À, ông nhảy lên đầu tôi đi. Nhảy lên đầu tôi đi, xong rồi thu người lại. Thò. Rồi, 2, 3. Đâu tôi? Hay là tôi nhảy xong ông nhảy? Nào. Nào. Sang bên lấy cái hộp phải có phải đỡ hơn không? Đâu. Lên. Trông đần nó, giờ cho nó lên kiểu gì? Đá nó. Nào, lăn, đá nó. Lăn nó lên. Lăn nó lên, nhảy. Đá. Đấy, đá. Rồi. Đá. Nào đá nói. Cái gì đây? Ơ. Hello. để đá ông lên nhá. Nhảy lên. Ish. Spider-Man này. Nào lên đây. Lên đây cái đâu gì. Lên đi. Đang tìm cách. Nào. Nhanh. Nào. Mẹ ông như đét vầu. Thế này. Xong rồi. Ông hay là ông bấm đi. Qua bấm đi. Giờ tôi bấm cái này đúng không? Rồi. À nó giữ cái này. Xong rồi. Xong rồi. À, xong tôi phải quay lại đúng không? Cái tường. Rồi. Tường làm như nào? Đây này, nó đây này. Cái tường này tôi không điều khiển được. Được rồi, giờ làm thế nào để tôi mang được quả bóng lên đây? Khó quá bro. Hay là tôi thế này nó nhanh. Ờ nhở, sao không phải thế? Mẹ thế làm mẹ từ đầu đi. Mẹ ngựa. Ok, gặp nhau rồi. Hello. Đạp béo. Giao lưu. Thằng nào thế đấy. Lên thuyền là hình như là thắng rồi thì phải. Nào. Đâu. À, nằm đúng chỗ à? Đúng không nhở? Mẹ à, nằm đi. Đập chân. What is this? Ông đi trước đi. Trông hèn đấy. Làm cái này cho nó điệu. Sao đi kiểu này trông. Trông cho nó hèn. Trông giòn rén cực. Nhạc này. Đi ăn trộm của này gặp mấy cây này đéo vui lắm nhỉ. Đùa. Tô đấy. Đùa. Ờ, đùa đấy. Zin zin. Chậm thế. Sao đây? Có cần đó đâu. Sao đây? Okay, sao đây? Đi. Xuống mẹ nước rồi, đi. Đi đâu đây? xe mới. Lấy xe mới gì? Xe màu đen cho nó ngầu à? Nó ngầu. Nhói. Cướp xe. Cướp mẹ xe. Đéo cho. Dắt xe kia với xe tôi đi. Trả đây. Đúng không? Still got the van. Được rồi, cần phối hợp rồi. Phải đi cùng đường nhá. You stupid. Cút mẹ. Nó vướng chạy. Trông tiện phết. Lên. Lên. Kéo tôi đi. Kéo rồi. Lên. Đâu rồi tôi. Con mẹ. Nào. Lại học mẹ dây rồi bro ơi. Bro ơi. Rồi đấy, giờ sang bên kia đi. Rồi đấy, giờ tôi đẩy. Cái gì đây? Ngăn chặt rồi đừng có nằm. Mẹ, tôi thích đi bên này cơ. Mỗi người một đường. Tôi thích đi bên này cơ. Trông như con cua.
Đi. Không đi được nữa rồi, kết mẹ rồi. Mẹ làm mẹ cái meme rồi. Đẩy nó. Lần này tôi đẩy được. Đạp nó xuống. Đây có cái nút ngồi mà, đây có cái nút này. Có nút ngồi này. Nhún đi. Nhún. Rồi đi. Phu miệng. Đi. Kéo tôi lên. Không kéo được, ông tự lên đi. Sao đấy? Tì bé đấy, tì bé. Úp rổ. Lên mây. Lên. Lười vãi, nhảy lên. Rồi. Đây rồi. Đấy. Xong bây giờ. Trông chiều. Cái gì đây? Bro. Lên. Nói mẹ cái mồi. Chân tôi dài quá.